Truyện cổ Phật giáo, một vị Bà La Môn và không lửa nào bằng dục vọng. Vậy tốt, vậy tốt. Hôm nay quý vị khỏe không? Dạ khỏe. Lạnh hả? Thấy lạnh hả? Không ạ. Dạ không, con có mệt. Có mệt, có đủ thứ hả? Dạ. Tối nay quý vị ngủ bên trong thì tốt hơn. Ý tôi là ngồi bên trong. Dù gì ở đâu quý vị cũng ngủ cả, nhưng ý tôi nói là vào bên trong. Sao tôi cứ phải la là sao ha? Để quý vị còn thiện chút đỉnh. Không thôi cứ ngồi đó, không biết thiền cái gì nữa. Chẳng giống thiền về thiên đàng, mà chỉ nghĩ đến chuyện khác. Rồi có người thiền rất có nhịp điệu. Có người thiền yên lặng hơn. Dựa lên vai người bên cạnh hoặc dựa vào cây. Ban đêm quý vị càng tỉnh thì càng tốt. Sẽ nghe được, sẽ thấy được tốt hơn. Nhưng quý vị bỏ qua hết, có thể nghiệm, có tất cả, nhưng là để tất cả trôi qua. Tại vì không tỉnh, nhất là vào ban khuya. Nhiều điều quý vị cần biết, cần thấy, nhưng là bỏ qua hết. Rồi than với tôi, sư phụ ơi, con không thấy gì hết. Mắt nhắm nghiền như vậy, sao mà thấy được? Mắt trần và mắt huệ, ba mắt nhắm hết, bởi vì chỉ có miệng mở thôi. Có lẽ quý vị thấy bằng miệng, ta không biết có người làm vậy được. Không sao, chỉ thấy tiếc cho quý vị thôi. Vì thời gian quý vị ở đây rất ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi, 3-4 ngày, phải không? Quý vị muốn ở lâu hơn, phải không? Không muốn. Vậy thời gian là vừa, phải không? Một tuần là vừa. Nghỉ lễ. Cô có uống thuốc bổ gì cho bệnh ung thư không? Sau khi trị ung thư? Dạ không. Không hả? Dạ không. Họ chỉ nói uống vitamin D để tăng lượng vitamin D và uống aspirin. Nhưng cũng nên uống các vitamin khác nữa, vitamin tổng hợp nữa. Tôi ráng tìm gì đó cho cô, nhưng họ nói ở đó không có. Tôi cũng không biết để đâu nữa, có lẽ ở trung tâm SNC. Cô ở đây đến khi nào? Dạ thứ sáu sư phụ, hôm nay là thứ mấy? Dạ tối thứ tư sư phụ, thứ tư vậy được, có lẽ tôi sẽ lấy cho cô. Có thể. Cảm ơn sư phụ. Để tái tạo tế bào mới. Bởi vì tế bào ung thư ăn hết các tế bào khác, nhưng trong cô khỏe lắm, đâu biết là bệnh. Khi cô mới tới thấy cô, tôi nghĩ rằng cô bị ung thư, nhưng trong cô khỏe mạnh. Bởi vậy tôi mới hỏi cô cho chắc. Nhiều khi căng thẳng cũng gây loét dạ dày hoặc ung thư, căng thẳng đó. Nhưng cô không phải là người hay căng thẳng. Cô tốt, về nhà thì bận rộn với chồng con và nhiều việc khác từ bệnh viện nữa. Cô có đủ thời giờ, đúng không? Chính xác như vậy, sư phụ. Rồi cô thường là làm việc từ 10 đến 11 tiếng một ngày. Phải rồi, bác sĩ, công việc bác sĩ là như vậy. Nếu quý vị hay, mừng là tôi không phải là bác sĩ. Có chồng là bác sĩ nên tôi biết. Nhiều khi ông làm việc liên tục, không ngừng nghỉ tới 2-3 tuần. Tối không thể ngủ, ở lại bệnh viện. Về nhà thì cũng bị gọi. Lúc nào cũng biết, biết. Thế là phải chạy đi. Ngay cả cuối tuần, ngày lễ cũng không ngoại lệ. Nhiều khi không còn sức để nói chuyện với vợ nữa. Quá mệt, biết không? Dạ, quá nhiều đòi hỏi về thể chất, cảm xúc, tinh thần căng thẳng. Trong bệnh viện nên không ngủ được. Cấp cứu vào ban đêm. Thật là không thể tưởng tượng, bác sĩ quả là thánh nhân. Bởi vậy, không hiểu sao cô phải đến học với tôi làm gì nữa. Cô vốn là thánh rồi, tôi không thể... Về đến nhà mà còn thiền về tình hình bệnh án hiện tại và tương lai của bệnh nhân nữa.
Không thể nào tắt cái máy đầu óc này. Dạ, thật vậy. Tôi nghĩ tôi có lẽ có loại thuốc đó. Tôi sẽ đưa cho cô, vẫn còn một ít. Nếu tìm được, tôi sẽ đưa cho cô, chưa tìm được. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không chắc là có tìm được không ở FNC đó, tôi sẽ đưa cho cô. Cảm ơn sư phụ, tôi sẽ chỉ cho cô cách dùng. Dạ, rồi sau này trước khi hết thuốc, thì cô đặt mua ở Thụy Sĩ. Từ Thụy Sĩ, hoặc thậm chí từ Singapore hay có thể ở Mỹ nữa. Dạ, cô xem trên mạng có họ bán ở đâu. Dạ, cảm ơn sư phụ. Thuốc này là để tấn công mấy tế bào chết, thải chúng ra ngoài và tái tạo, tạo ra tế bào mới, công dụng được cho là vậy. Cô thử uống xem, nếu thấy khỏe hơn thì tốt, nếu thấy không khỏe thì là thuốc miễn phí. Thật sự tôi không có thời gian để mà uống. Dạ đúng vậy, thuốc này được cho là chống lão hóa này kia, họ quảng cáo dữ lắm. Nào là với Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hồng Kông, Hoa hậu Singapore, đăng tất cả vào trong đó, quảng cáo trong tờ hướng dẫn. Tôi muốn trông giống như thế nhưng lại không có thời giờ. Tôi quên uống, thậm chí còn quên ăn nữa. Tôi không biết làm gì nữa. Không thể cho quý vị biết được. Đưa thuốc cho cô dùng thử nhé. Dạ, cảm ơn sư phụ. Nếu thấy có nhiều năng lượng hơn và khỏe hơn, tức là thuốc có tác dụng. Có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức. Dạ, sẽ có dấu hiệu ngay lập tức. Có điều, không biết cô có đủ thời giờ hoặc có muốn tiếp tục uống hay không. Ít nhất là 6 tháng. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn ngài. Không có chi đủ để tôi tiêu diệt ung thư. Cảm ơn sư phụ, xin lỗi nhé, không phải chuyện vui, tôi cười, nhưng biết cô đau lắm. Tôi từng bị đau vậy rồi. Ngoài ra, tính mạng còn như sợi chỉ mảnh treo chuông. Mình không biết là có qua khỏi hay không, vì không bao giờ biết chắc được về bệnh này, ung thư đó. Dạ, người ta cũng truyền bệnh tật cho mình. Một số người như vậy, nếu không may mà có vợ hoặc chồng, tôi không có ý nói chồng cô. Chồng cô là người tốt. Chồng cô là người tốt, cả hai quý vị hòa thuận, tôi rất vui. Có điều, một số người mang từ trường xấu, không may đến cho mình. Nhìn con kìa, được cưng chiều, được thương yêu. Nó thích được thương. Sư phụ nói rằng tình thương có cái giá của nó. Tình thương có cái giá của nó, phải. Chỉ là trên thế gian này thôi ạ. Trên các cảnh giới thiên đàng khác, tình thương cũng có cái giá phải trả, hay là chủ yếu ở đây trên địa cầu này mới vậy? Chỉ ở đây thôi cưng. Chỉ ở đây thôi, trên thiên đàng không có, bởi vậy mới gọi là thiên đàng. Bất cứ nơi nào được xếp loại là thiên đàng thì không có vấn đề như vậy. Họ chỉ vui hưởng thôi. Ngay cả thiên đàng thấp họ cũng vui hưởng. Cũng tương tự như đây. Có điều vui sướng hơn rất nhiều lần và đời sống dễ dàng hơn. Như trên thiên đàng, một số thiên đàng họ không có làm gì hết. Chỉ đi hái hoa tự tô điểm cho mình thôi. Muốn ăn gì thì thứ đó tự động hiện ra. Dạ. Và họ vui hưởng bầu bạn với nhau như kiểu phu thê. Có điều họ không có thân thể vật chất như chúng ta. Nhưng họ có liên hệ mật thiết và có tình cảm gắn bó với nhau, vui hưởng bầu bạn với nhau. Cho nên thật ra, nếu muốn, nếu thật sự thương chồng thương vợ thì cả hai phải tu hành. Rồi chồng đi đâu thì vợ đi đó. Có thể chọn lựa. Còn gì nữa không? Sư phụ có nói về chủng tộc thứ sáu. Họ hữu hình hay vô hình à? Vô hình. Cũng vô hình đó. Phải. Dạ. Nhưng nếu sống trên địa cầu này thì họ phải tự bảo vệ họ. Bởi vì họ sống trên đảo mới, tân lục địa, vô hình. Nhưng nhiều khi họ có thể tự biến hóa ra thân thể để đi ra ngoài, để làm việc, để giúp đỡ, để vui chơi. Họ quan sát cho vui. Chứ thật sự họ không cần. Ý ta nói là họ vui chơi theo cách của họ, chứ không phải như cách chúng ta vui chơi. Dạ. Nhưng hầu hết họ không cần thân thể vật chất. Để làm gì? Họ không cần ăn. Không cần có đôi có cặp. Không cần lái xe. Không cần máy bay. Không cần đèn pin. Không cần đồ đạc trong nhà. Cần gì là họ biến ra ngay cái đó.
nhưng thật sự vô hình, hữu hình đối với họ, nhưng vô hình đối với chúng ta. Cảm ơn Thượng Đế. Không thì quý vị nghĩ coi mọi người sẽ tới đó, thương mại hóa hoặc dùng bạo lực để chiếm đoạt đem về nhà. Vì mấy thứ đó đẹp quá, quá đẹp. Nhà cửa, nước lóng lánh, tường sáng rực và mái trong suốt, đường lót bằng vàng, nhà tắm nạm kim cương. Nếu mà họ có phòng tắm, ao hồ này kia đều như vậy, lóng lánh như kim cương, châu báu khắp nơi. Nếu mình mà biết được thì mấy thứ đó sẽ không bền đâu. Châu báu sẽ biến mất tức thời. Tưởng tượng coi, 50 cây số sâu dưới lòng đất mà người ta còn bảo đào sâu để lấy lên nữa là nó mà tự nhiên xuất hiện như thế trên địa cầu thì chuyện gì sẽ xảy ra ngay trên mặt địa cầu? Quý vị nghĩ chúng ta sẽ để yên à? Chỉ dòm thôi hả? Chỉ xem, quan sát thôi hả? Không à, không sờ mó, không giật lấy thì sao? Chúng ta sẽ làm tất cả những chuyện này. Cho dù không lấy, nhưng nỗi hiếu kỳ thôi cũng khiến toàn lục địa đó tràn ngập du khách rồi. Quý vị biết mà, còn ai khác nữa? Rồi sao mà họ sống cho yên bình được? Hỏa tinh mà người ta đã muốn lên rồi. Một hành tinh khắc nghiệt như thế. Và chẳng có gì hứa hẹn mà con người dường như nhìn thấy dưới lòng đất có gì đó. Và họ cũng muốn lên hỏa tinh rồi, tập luyện lên kế hoạch, chế tạo phương tiện để đi rồi. Hành trình vừa xa, vừa nguy hiểm như vậy mà người ta vẫn muốn đi, huống hồ chi ở Thái Bình Dương thôi. Nếu mà Tân Đại Lục biến thành hữu hình thì ôi thôi. Ta nói quý vị rồi, con người còn bán cả mặt trăng, chưa lên đó sống mà đã như vậy. Có lẽ họ nghĩ ngày nào đó lên đó ở hoặc là mua chơi cho vui thôi vì họ có tiền. Sư phụ nói chúng con nên tu hành tinh tấn để tâm thức được hợp nhất với những gì mà các chúng sinh đẳng cấp thứ sáu mang xuống. Con hiểu vậy có đúng không? Không phải, họ chỉ xuống đây gia trì cho chúng ta thôi. Dạ, tôi nghĩ không ai trong quý vị có thể hợp nhất với chúng sinh đẳng cấp thứ sáu. Thứ năm là cao lắm rồi. Nó làm bạn với mọi người. Ngoan lắm, ngoan lắm. Con ngoan lắm. Ta hãnh diện về con. Con cũng muốn làm bạn với ta chứ, hay là không? Cho ta bắt tay coi nào. Ồ, đó là tivi. Đó là phân thân của ta. Thương con. À. Cảm ơn con. Cảm ơn con làm bạn với ta. Thank you for being my friend. Con là người bạn tốt nhất của ta. Con đẹp lắm. Con ngoan lắm. Con càng ngày càng to lớn, hay là ta nhìn nhầm, lớn hơn và cao hơn nữa. Mới 4 tuổi mà đã trải qua quá nhiều khổ đau. Cho nên tôi thương nó lắm. Không thì cũng có nhiều chú chó giống vậy còn to lớn hơn nữa. Nhưng không có chú chó nào đẹp hơn con ha. Đừng lo nhé. Ta đã thấy 250 chú chó mà chỉ nhận có mình con thôi. Không có chi. Được rồi. Đi lấy giùm tôi cái gì cho nó ăn nhé. Từ chỗ đó, nước với một ít xương phần chai trên ghế. Cần ai giúp không? Thưa mang thức ăn à? Lấy thức ăn ở chỗ đó. Dạ. Lấy cho tôi vài cái bánh quy thuần chai nhé. Có mấy cái tô trong bếp đó. Tô không đó, có ai biết không? Đừng, mang hết qua đây.
Có cái tô không đâu đó cho nó hay không? Không ai biết hả? Không ai biết à? Ôi, con đẹp quá. Dạ, có cái tô nước ở cạnh cái tô nước là khác. Dạ, khác. Một cái tô không đựng thức ăn để nó, không phải ăn trên sàn. Sàn nhà sạch nhưng tôi không muốn làm dơ tấm thảm. Vì quý vị ngồi trên thảm. Con muốn ăn cái này không? Nói muốn đi. Nói cho con đi. Hay là nói con thương ngài đi. Lúc nào con nói cùng ngôn ngữ này, ai cũng hiểu tiếng của con. Rồi, chúng ta sẽ có đây này. Mỗi ngày con đến đây làm hề như thế này đó hả? Làm cho mọi người vui, họ ngồi, họ ngủ suốt ngày, bây giờ phải tỉnh dậy cười, phải không? Đúng không? Có thể đi xem coi có cái tô nhựa nào không? Gì cũng được, tô nhựa cũng được. Hộp nhựa. Đó là tô nước, tô không đó. Tốt, tốt. Ý tôi là vậy đó, tốt lắm. Đây cưng, ăn ngon nha. Nó thích loại thức ăn này. Nó có thức ăn của nó nhưng không ăn nhiều. Cho vào tô được không? Đừng đụng tô, đổ vào thôi. Xong với chó của tôi chưa? Bây giờ bắt đầu được chưa? Không thể dán mắt vào sư phụ thì dán mắt vào chó. Chó của sư phụ. Để xuống đó. Dạ, xương thường chay không thấy trên ghế bên ngoài. Sao? Không còn xương thường chay hả? Dạ không. Không còn bạch nào hả? Dạ không. Hết rồi hả? Ồ, con có cần hỏi bên trong không ạ? Thôi, không sao. Họ cũng không biết tôi để đâu. Ờ, tôi để bên trong nhưng có lẽ họ không biết. Trong tủ lạnh. Nhưng cô không biết đâu. Ok, hỏi cô đó. Dạ, thôi thôi, không sao, tôi sẽ gọi họ. Cô đó đi, tôi có thể gọi họ. Mà quên, quên mất, xin lỗi nha. Tôi có thần thông mà. Bây giờ là nhà hàng hả? Mỗi ngày tới đây kiếm thức ăn. Thức ăn kia bổ hơn. Alo, cô đến chỗ của tôi. Cô biết xương thuần chay cho chó trông như thế nào phải không? Trong tủ lạnh của tôi có mấy loại. Trong cái túi ni lông nhỏ có xương thuần chay. Loại xương thuần chay này màu nâu, hiểu không? Màu xanh hay màu nâu ạ? Không phải, trong cái túi màu xanh có xương thuần chay màu nâu. Không thì lấy loại xương thuần chay nhỏ nhỏ của bên đây. Ở đó cũng có hai loại. Loại nào cũng được. Mang lại phòng khách này nha. Dạ. Mang đến đây. Bên trong chỗ mọi người tập trung. Dạ, cảm ơn cô. Tôi sẽ đọc truyện cho quý vị nghe. Buddha story. Truyện Phật. Theo các tín đồ và truyền thống Phật giáo, thì khi đọc kinh này kia, là phải thắp hương dâng hoa, lễ bái cuốn kinh trước, kính cẩn cảm tạ chư Phật và Bồ Tát mười phương, rồi mới đọc. Rồi cũng phải phủ khăn lụa thuần chay hay là miếng vải đẹp lên cuốn kinh đó, nhưng tôi làm theo cách bình dị hơn, dễ dàng và đơn giản hơn. Xin tất cả chư Phật thứ lỗi cho. Tôi nói nếu tôi có làm gì không đúng theo truyền thống, nhưng tâm tôi vẫn hết lòng tôn kính. Có điều tôi không thể làm vậy hoài được. Cho nên tất cả tội lỗi, bất cứ điều gì tôi làm sai, tôi xin nhận lãnh tất cả. Để ít ra người khác khi họ nghe tới danh hiệu của chư Phật thì họ cũng được lợi ích theo như kinh điển đã nói.
chuyện này được kể. Lời dạy hay chuyện này được Đức Phật kể. Khi Ngài trú tại tỉnh xá Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, nói về một người Bà La Môn. Có lẽ nó thích ăn thêm một cái nữa. Cô mở ra, đổ ra cho nó. Nó không ăn thức ăn của nó, coi kìa. Đôi khi nó thích thức ăn khác. Nhưng nếu tới đây, nó chỉ thích ăn cái này. Thói quen mà. Con to lớn quá rồi, nhìn coi. Tôi mừng là sắp tới không còn cuộc họp mặt nào nữa. Không thôi, nó sẽ béo phì. Nó sẽ nhớ quý vị. Nó sẽ đến đây dòm dòm quanh rồi, không thấy ai hết. Chuyện là thế này. Một buổi sáng nọ, người Bà La Môn này đi ra khỏi thành phố, dừng lại ở nơi mà các vị xuất gia mặc tăng phục. À, được, được. Nhìn giống như James Bond. Lát nữa, cái này lớn, quá lớn, lại dày nữa. Bình thường mỗi ngày nó ăn một cái, vì cái này thôi, nhưng ăn nhiều lần. Tôi không thể cho nó cả cái này. Quá lớn, bởi vì nó ăn cả ngày rồi. Cho nó ít, ít thôi. Không thì nhiều quá. Thật ra là để sạch răng thôi, chứ không phải là thức ăn. Cái này làm béo mập, ngon quá nên chúng mê luôn. Ăn xong cái này đã, cha nó thích bánh quy thuần chay, trời. Sau khi quý vị đi rồi, không, chúng tôi cũng có mấy cái này ở nhà. Nhiều khi chỉ để ăn vặt thôi, nhưng ở đây nó ăn thay cho bữa ăn tối luôn. Nhìn coi thích chưa kìa, trời ơi. Nó thích được ăn, được vuốt ve, vì nó không ăn thức ăn của nó, lý do là vậy. Chỉ thích tới đây, chẳng trách con cứ theo tòa tới đây hoài. Cái gì, ăn hết rồi hả? Không còn nữa, con ăn thức ăn kia đi. Bổ hơn. Cho con nè. Đây. Nó có thể cùi ra ăn. Tôi biết đó là cái tật của nó. Chuyện này không thú vị cho lắm, nhưng không biết nữa. Mình đọc hết rồi mà hả? Ngoài trừ chuyện người Bà La Môn. Tôi nghĩ vậy. Không sao, chuyện như thế này. Tôi có đọc chuyện một vị Bà La Môn chưa? Dạ chưa hả? Người làm đường xá đủ thứ đó. Chuyện như thế này, một buổi sáng sớm. Vì tôi đọc rồi nên thấy quen thuộc. Tưởng đâu đọc cho quý vị nghe rồi. Người này ra khỏi thành, dừng lại nơi những người xuất gia đang khoác trang phục. Đứng nhìn họ, khi họ đang sửa cho áo chỉnh tề. Ở nơi này cỏ mọc cao và dày. Khi một vị tỳ kheo khoác áo, tà áo quẹt qua cỏ, rồi bị mấy giọt sương làm ướt. Người Bà La Môn tự nhủ, cần phải cắt cỏ nơi này. Cho nên ngày hôm sau, người này đem cái cuốc đến đó, dọn cỏ và làm cho nơi đó trở nên sạch bóng như sàn đập lúa. Ngày hôm sau, người này đến đó nữa. Khi các chư tăng khoác áo, người Bà La Môn quan sát thấy tà áo của một vị tỳ kheo bị quét rất và lắm bụi. Người Bà La Môn nghĩ cần phải rải cát ở đây, cho nên người này mua cát và rải trên mặt đất nơi đó. Người này làm những việc tốt cho chư tăng. Rồi có một ngày trước bữa ăn sáng, trời nóng quá mức. Trong hoàn cảnh này, người Bà La Môn quan sát thấy chư tăng khi mặc tăng phục thì mồ hôi trên người chảy nhễ nhại. Nóng hả? Ở đó nóng, ở đây lạnh. Hôm nay bên ngoài thấy lạnh hả? Có hả? Không à?
Dạ, bây giờ thoải mái rồi, nhưng ban đêm thì lạnh. Nếu thấy lạnh thì phải vào trong nha. Kẻo bị cảm lạnh thì không đáng. Cho nên vào dịp này, người Bà La Môn thấy khi Chư Tăng khoác áo, nhưng do thời tiết quá nóng, nên người này thấy trên người các Chư Tăng mồ hôi chảy nhễ nhại. Người Bà La Môn thầm nghĩ, ở đây ta cần là một nơi trú, có mái che cho Chư Tăng, ông ta là người tốt. Sau đó ông ta dựng lên một nơi trú ngụ. Lại một buổi sáng sớm ngày khác, lúc này có mưa nữa. Khi người Bà La Môn quan sát Chư Tăng, thì ông để ý thấy những giọt mưa làm ướt áo họ. Người Bà La Môn bèn nghĩ, nơi đây ta cần phải xây một trạm nghỉ. Do đó, ông mướn người xây trạm nghỉ. Bản dịch thật chi tiết, từng chữ một. Ngoại trừ họ gọi Ngài là Thầy thay vì Đức Phật, và thay vì chính tôi được nghe thì chỉ nói lời giảng này được dạy tại nơi nào đó. Tiếng Anh chúng ta chỉ đơn giản hóa, nói rằng do đó ông ta xây một trạm nghỉ, hoặc ông ta yêu cầu ai đó xây trạm nghỉ. Khi xây xong trạm nghỉ, ông ta thầm nghĩ, bây giờ ta sẽ tổ chức buổi lễ khánh thành trạm nghỉ. Do đó, ông thỉnh Đức Phật. Và Chư Tăng ngồi bên trong và bên ngoài trạm nghỉ, rồi ông cúng dường. Cúng dường thức ăn, quần áo hoặc bất cứ gì Chư Tăng cần. Sau khi dùng bữa xong, người Bà La Môn bèn dọn tô của Đức Phật, có nghĩa là vị Thầy Đức Phật sẽ thuyết pháp, để Ngài nói lời tạ ơn. Nói lời tạ ơn. Mấy chữ này nghĩa là gì? Có ai biết không? Thôi kệ, tạ ơn. Như vậy mấy người phương Tây dễ hiểu hơn. Người Bà La Môn thưa, kính lại Ngài, khi con đứng ở nơi này quan sát Chư Tăng khoác tăng phục, con thấy chuyện này chuyện kia, rồi con làm việc này việc kia. Thoạt đầu, người Bà La Môn kể lại cho Đức Phật nghe hết câu chuyện. Đức Phật nghe ông kể. Và nói với ông rằng, này người Bà La Môn, một người khôn ngoan bằng cách làm những việc tốt từng bước một ngày này qua ngày khác, dần dần lọc sạch các bận nhơ từ những việc làm sai trái. Hãy để bên cạnh nó, để nó ăn, và để nước cạnh cái tô. Lấy cái tô đó ra thay vì cái kia, như vậy thông minh hơn là lấy thức ăn của nó ra. Đặt bên cạnh nó, sát bên cạnh. Thức ăn gần hơn chút. Nào, ăn thêm đi chứ. Ăn uống thêm đi, con ngoan lắm. Thôi được rồi. Cho nên Đức Phật dạy như vậy. Và Ngài đọc bài kệ như sau. Theo thứ tự, từng chút, người hiền trí từng lúc, gột sạch bận nhơ ra khỏi lòng mình, như thợ kim hoàng lọc vàng hết cạn. Nó có lấy thức ăn được không? Vậy thì đẩy lại gần chút. Xong rồi, đây là chuyện khác. Chuyện vừa rồi không thú vị lắm. Nói về là việc thiện và tích lũy công đức. Nô tỳ phú nà. Tôi nghĩ đã đọc cho quý vị rồi, phải không? Tôi nhớ là như vậy. Chưởng khố chân mèo tôi cũng kể rồi.
Tiểu Nhất Y đọc rồi. Ẩn Sĩ Lõa Thể cũng đọc rồi. Tên Đào Phủ Răng Đồng rồi. Người đàn ông tên Răng Đồng à, cha tôi cũng đọc nhiều đó chứ. Người Tôn Thờ Chồng chưa đọc. Tôi cũng đọc luôn cả truyện Một Người Hay Chỉ Trích Mọi Người. Ai không nói, người đó cũng chỉ trích. Ai nói chi tiết, người đó chỉ trích là dài dòng. Ai nói đơn giản, người đó cũng chỉ trích. Cho nên khi người đó đến gặp Phật thì Phật chẳng nói gì nữa cả. Mà nói rằng, dù sao, ai cũng sẽ bị chỉ trích. Không cách này thì cũng cách kia. Gì nữa đây? Còn muốn ăn nữa hả? Hay là thôi? Lát nữa mới được. Ăn xương thuần chay tiếp nhé. Không được, con ăn đủ rồi. Có thể lát nữa ăn thức ăn của con đi, bổ dưỡng hơn. Không được hư như vậy. Chỉ ăn bánh quy thuần chay và xương thuần chay thôi. Chó ăn như vậy đâu có lớn được. Ai thương con? Ai thương? Thương. Thương con nào? Hư quá, coi kìa. Ngoan lắm, chồng con rất khỏe mạnh. Con ăn bánh thuần chay đủ rồi. Muốn tự lấy ăn à? Đây không phải là nhà hàng tự phục vụ. Ta là nhà phục vụ của con hay là gì? Vậy ta có được tiền bo không? Con thích cái này quá hả? Ồ, lần tới ta không để con tới đây nữa. Cứ ăn cái này hoài không tốt lắm đâu. À, cũng có thể tốt, biết đâu đó. Tốt cho con. Đi ra đó ăn đi, ngồi xuống ăn. Xin lỗi nha. Tôi có đọc nhưng quên rồi. Nó có thể ăn cái này hoài. Nó thích quá chừng. Nhưng đây không phải là thức ăn bổ, phải không? Hư quá đi thôi, nhìn kìa, mập như vậy rồi. Coi đó, chỉ ăn cái này sẽ làm con mập. Tôi có đọc vài truyện trong này, nhưng không thú vị cho lắm. Không hào hứng như những truyện mà chúng ta nghe trước đó, phải không? Có lẽ cũng do dịch thuật nữa. Tôi có đọc truyện Một Vị Tỳ Kheo chưa? Chưa à? Không biết, cư sĩ tu lại, tôi đọc cho quý vị nghe rồi. Truyện này không hay lắm. Tôi đọc một vài truyện rồi, để xem. It's not very. Maybe có lẽ không nên đọc truyện này trước. Thôi không sao, tôi sẽ đọc truyện này. Thú vị hơn một chút. Tôi cũng đọc truyện này rồi. Nếu chưa đọc, thì sẽ đọc thôi. Hiểu ý thôi không? Tôi đọc rồi và tôi nghĩ hơi có. Có lẽ là khác. Có một truyện về năm người tại gia. Tựa đề là Không Lửa Nào Bằng Dục Vọng. Đức Phật giảng bài này khi Ngài ngụ tại tịnh xá Kỳ Viên. Truyện nói đến năm đệ tử tu tại gia. Truyện kể rằng năm người này đi đến tịnh xá với ước muốn nghe Đức Phật giảng pháp. Anh cảm thấy khá hơn chưa? Dạ, chắc chắn khá hơn thật ạ. Anh phải xoa mỗi ngày vài lần. Trước khi ngủ hoặc bất cứ khi nào đau, thuốc đó vô hại. Chỉ làm ấm thân thể một chút cho máu huyết lưu thông hơn. Chắc cũng do anh ngồi lâu quá.
Cái gì vậy? Cưng không được ăn nữa. Ăn cái này đi. Đẩy tới cho nó. Nó đang ăn cái đó. Rồi có ai quấy rầy. Thế là nó nghĩ đến chuyện khác. Nếu nó đang ăn mà có gì đó quấy rầy thì nó sẽ ngừng ăn. Nó sẽ không ăn nữa. Có lẽ nhiều tiếng, mấy tiếng sau đó. Ở đây vì nó thấy cái này, nó nhớ đến cái đó cho nên không thèm quay lại, trở lại đó nữa. Ăn đi, ăn thức ăn của con đi. Ngoan nào, đừng có nhìn ta hoài. Ta không cho gì nữa đâu. Dù con có rên rỉ gì nữa. Okay. Sau khi đảnh lễ vị thầy, tức là Đức Phật, họ kính cẩn ngồi qua một bên. Đối với các Đức Phật, không bao giờ họ có ý nghĩ như thế này trong đầu. Không vị Phật nào nghĩ như thế này. Người này là giai cấp Kataya, vua chúa. Người này là giai cấp Bà La Môn tu sĩ. Người này giàu, người này nghèo. Ta sẽ giảng pháp cho người này với phương pháp khiến họ được nâng cao. Tuy nhiên, ta sẽ không làm vậy với trường hợp của người kia. Các vị Phật giảng pháp cho bất kể người nghe là ai. Các ngài tôn trọng pháp trên tất cả và giảng pháp tựa như các ngài mang dòng sông thiên đàng từ trên trời xuống vậy. Nghĩa là họ đến nghe giảng thì Phật dạy cho họ thôi. Bất kể người này giàu hay nghèo, hoặc ít xứng đáng hơn người kia hay không. Do đó ở đây, Đức Phật dạy 5 người này bởi vì họ đến và yêu cầu Ngài giảng. Có lẽ tâm ấn hay gì đó. Ta đã nói không rồi mà. N-O, không. Có chỗ nào có chữ không mà con không hiểu hả? Ta thương con, có điều con ăn cái đó nhiều quá rồi. Không tốt, không tốt. Thôi, hôn bù vậy. Hôn, hôn. Rồi, mặc dù Như Lai, tức là Đức Phật, giảng pháp theo cách này cho 5 người ngồi cạnh Ngài. 105 người mặc dù ngồi đó, nhưng lại ngủ gục. Nghe quen quá ha. Người khác ngồi đào đất. Không, không được. Ai đó đặt cái này lên kia cho tôi được không? Để lên đó, tôi sẽ lấy vài cái. Để cho lát nữa nếu cần. Lần này ta không cho thật đó. Con ăn những thứ này không tốt lắm đâu. Nhiều dầu mỡ lắm. Người khác ngồi đào đất bằng ngón tay, gạch đất. Ngồi đó mà cào. Mời đất bằng ngón tay. Người khác ngồi trong cây. Mình có cây ô liu ngoài kia. Người khác ngồi ngắm bầu trời. Chà, cái nào cũng nghe quen quen. Chỉ có một người ngồi chăm chú, lắng nghe pháp thôi. Cho nên bốn người kia đều có vấn đề. Chỉ có một người lắng nghe Phật giảng. Còn chơi với cái này hả? Trời ơi, năm người tới mà chỉ có một người thật sự lắng nghe. Ở đây có bao nhiêu người quý vị lắng nghe? Bao nhiêu người đang nghe ta nói? Thậm chí ngồi trong cây nữa. Hành động như vậy thì tới gặp Phật để làm gì? Một người thì nhìn trời, nhìn sao. Một người thì rung cây. Một người thì cào đất bằng ngón tay của mình, chơi với đất. Còn một người thì ngủ gục. Ở đây chúng ta cũng có như vậy, có vài trường hợp.
Lúc bấy giờ tôn giả A Nan đứng hao quạt cho thầy. Giờ ta mới biết ông ta quạt cho thầy tức là Đức Phật. Hồi đó giờ đâu có ai nói cho chúng ta biết là ông quạt cho Phật đâu. Chúng ta chỉ nghe nói ông làm thị giả cho Phật, nhưng chưa bao giờ nghe nói ông ta quạt cho Phật như vậy. Right. Ông đứng quan sát hành vi của năm người này và thưa với Phật, kính lại Ngài. Thường thì họ nói bạch Đức Thế Tôn, hay là kính lại Đức Như Lai, hay là bạch Phật. Ngài giảng Pháp tựa như sấm sét, sấm sét kèm theo mưa lớn. Ngài giảng Pháp như thế mà sao mấy người này lại ngồi làm cái này cái kia? Đức Phật bèn bảo, này Anan, người không biết mấy người này sao? Kính lại Ngài, con không biết họ. Phật dạy, trong năm người này, người ngồi đó ngủ gục là vì tiền kiếp đã 500 đời làm thân rắn. Ý nói 500 kiếp. Và trong mỗi kiếp đó, đều khoanh tròn chân rắn, cho đầu vào ngủ. Do đó kiếp này cũng ngủ vùi. Giờ biết rồi ha, nếu quý vị ngáy thì chúng tôi sẽ gọi là rắn. Hay rắn lúc trước, trước kia. Rắn tiền bối. Chẳng có lời nào của ta lọt vào tai người này. Không có gì ngạc nhiên. Nhưng kính lại Ngài, tức là nhân bạch Đức Thế Tôn. Trong nhiều truyện họ nói bạch Đức Thế Tôn, chứ họ không nói kính lại Ngài. À, chắc là họ nói vị thầy hay gì đó, chứ không nói kính lại Ngài. Xin Ngài cho con biết, những kiếp ấy xảy ra liên tiếp hay có xen kẽ ạ? Này Anan, có lúc người này đầu thai mang thân người, khi khác thậm chí làm thần. Chà, lúc khác thì mang thân rắn. Cho nên có nghĩa là không phải ông ta luân hồi làm rắn 500 kiếp liên tục, nhưng có lúc làm người, có lúc thậm chí làm thần nữa. Có lẽ thần đẳng cấp thấp. Chà, thần mà cũng phải đầu thai làm rắn nữa. Quý vị coi chừng nghe. Đừng nên quá hãnh diện về công đức hoặc đẳng cấp tu hành của mình. Thật vậy. Dù có toàn trí cũng không thể nào xác định được chính xác số kiếp luân hồi của người này. Nhưng có 500 kiếp, người này làm rắn và thường ngủ ly bì, thậm chí chưa bao giờ ngán ngủ cả. Không được, đi ra ngoài. Đi ra. Đi đi, đi ngay. Ồn quá, đi ngay. Người dùng ngón tay cào, cào trên mặt đất, đã 500 đời làm dung đất và đào hang dưới lòng đất. Do đó bây giờ người này cũng đào đất và không thể nghe ta nói. Còn người ngồi đó rung cây thì 500 đời làm khỉ, hoàn toàn là từ thói quen tiền kiếp nên vẫn tiếp tục rung cây. Chắc hy vọng làm rụng dừa. Không có nói cây gì, nhưng khỉ thường làm như vậy.
Khi khỉ trèo cây hái dừa, thì chỉ đặt mông vào trái dừa, hy vọng dừa vỡ ra. Ôi, tôi thấy thương tâm quá, thấy trên TV. Do đó ông ta tiếp tục rung cây. Và chẳng có lời nào của ta lọt vào tai người này. Họ thật sự muốn đến đây để nghe Phật giảng Pháp. Nhưng vì nghiệp lực từ tiền kiếp khiến họ hành động như vậy, hành động như họ đã từng làm. Cho nên hãy cẩn thận. Quý vị đang làm gì vậy? Để tôi xem. Có ai đang ngủ không? Thì mình biết 500 kiếp họ làm gì. Có ai rung keo lưu của tôi ngoài kia không? Để chúng yên nhé. Chúng không làm gì quý vị cả. Cây cối đều có cảm giác. Hôm nay có ai khác cào đất không? Ngồi đó mà chỉ đào hoặc viết vẽ gì đó. Còn người Bà La Môn mà ngồi đó nhìn lên bầu trời, đã đầu thai 500 lần, luôn luôn là 500, liên tục nhiều kiếp, làm gì? Chim tinh gia, ngắm sao. Do đó hôm nay, ông ta cũng nhìn mông lung lên trời y như vậy. Tôi làm việc cực nên nhiều khi bị bệnh. Nhiều khi quý vị mang quà đến. Những món quà không được hoan nghênh. Đã bảo là tôi không nhận quà cáp mà quý vị vẫn cứ cúng dường. Cho nên đôi lúc tôi bị bệnh, đó là chuyện bình thường. Không sao hết. Đừng có nghĩ tôi khỏe mạnh vô song, không bao giờ ốm yếu, không bao giờ đau bệnh. Tôi có đủ mấy thứ đó bởi vì đệ tử chúng con à. Sao biết hay vậy? Sao đoán được hay vậy? Trời ơi, có thần thông. Tôi không có hãnh diện, nhưng cũng không che giấu. Nếu quý vị muốn kiếm các vị Phật hoặc Minh Sư mà không bao giờ bệnh, không bao giờ cười, không bao giờ khóc, không bao giờ mỉm cười, không bao giờ để lộ cảm xúc hoặc bất cứ cảm xúc nào của con người, thì đó là người quý vị muốn. Ông ta ngồi đó, thấy không? Có thấy vị Phật đen ở đó không? Đó là người mà quý vị nên lại. Không biết sao mà tôi có tượng Phật đó, nhưng tôi thích tượng Phật. Tôi không lại tượng hay gì hết, chỉ là sự tôn kính đối với một vị minh sư vĩ đại. Đọc truyện là quý vị biết. Tình thương của Phật quả là vô biên, nên Ngài mới chịu đựng tất cả lần nữa. Đặng kiếm công đức trên thế gian này để có thể giảng pháp cho người phàm phu và chia sẻ công đức để cứu họ. Hiểu ý tôi không? Bởi vì Đức Phật trong một vài truyện, Ngài thú nhận là Ngài đã từng là Phật vô lượng kiếp, hằng hà, xa số kiếp trước. Đây không phải là lần đầu tiên Ngài thành Phật Thích Ca Mâu Ni với Cây Bồ Đề, không đâu. Ngài đã là Phật từ lâu lâu lắm rồi, nhưng để dạy những người đó, tôi không biết họ gọi là gì nữa. Bất cứ ai, người đào đất, người rung cây, người nhìn bầu trời và người máy, chỉ có điều quá nhiều hy sinh. Nhưng tôi thích tượng Phật vì trong Phật giản dị và an bình, tượng trưng cho sự đơn giản và an bình. Không thấy đau khổ. Tượng Phật nhắc mình rằng tất cả chúng ta đều có thể trở nên an bình như thế, thành Phật. Dường như có từ trường an bình đại diện cho hòa bình. Bởi vì nếu người nào khác thì quý vị cảm thấy bình an, đúng vậy.
nhắc nhở mình thiền. Bởi vì đa số các tượng Phật hoặc Ngài ngồi thiền, hoặc Ngài cũng ngồi bình an, hoặc dùng tay ra dấu thuyết pháp, hoặc là Ngài nằm nghiêng về bên phải và đồng thời cũng rất an bình. Luôn luôn, lúc nào cũng có vẻ đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi và an bình. Không có biểu hiện bực bội hay biểu hiện bạo lực, chiến tranh ở tượng Phật. Đó là lý do có tượng Phật là tốt. Nếu quý vị muốn có cũng không sao. Con muốn xin đồ ăn đó à? Vì con mà ta cũng không cho họ đâu. Con ăn đủ rồi. Con đi ăn thức ăn của con thì ta sẽ vui lòng lắm. Nhìn con kìa. Vậy là sao? Con làm bộ không hiểu gì hết à? Ta biết con hiểu hết. Bây giờ mấy người cư sĩ ngồi đó. Cho nên nhà Chiêm Tinh Gia trước kia, trong nhiều đời trước, cũng chỉ ngồi đó nhìn mông lung lên trời. Theo thói quen từ tiền kiếp, chẳng có lời nào của ta lọt vào tai hắn. Người Bà La Môn ngồi đó, chăm chú nghe lời ta giảng pháp, cũng đã đầu thai liên tục trong 500 kiếp. Có nghĩa là lặp lại rất nhiều đời. Chứ không có nghĩa là ai cũng đầu thai 500 lần. Có nghĩa là nếu đầu thai lại nhiều lần, nhất là khi đầu thai trong một trạng thái hiện hữu, một dạng hiện hữu, như một loại thú vật, một loại nghề nghiệp, thì mình hết sức giỏi về lĩnh vực đó, thậm chí sau khi đầu thai mà không làm nghề đó, mình vẫn tìm cách làm hoặc thói quen sẽ buộc mình làm việc đó. Đó là lý do chúng ta có nhiều thiên tài trẻ tuổi, ở lứa tuổi trẻ em mà cũng đã biết chơi đàn dương cầm. Các em có thể giải các khái niệm toán học khó và có thể phát minh nhiều thứ mà người lớn không thể thực hiện được, hoặc tinh thông loại công việc nào đó ở trình độ bậc thầy mà những người lớn khác không thể làm, hay là ngay cả cùng một nghề. Nhiều người cùng làm một nghề, nhưng một người thì trội hẳn, còn những người khác thì cũng thường thường thôi. Ngay cả cùng bằng bác sĩ, hoặc học cùng một thầy, học cùng một trường, vào cùng một thời điểm, nhưng bác sĩ này có thể sẽ giỏi hơn bác sĩ kia, là vậy đó. Người ngồi chăm chú lắng nghe Pháp, khi Đức Phật thuyết giảng, thì đã luân hồi liên tiếp 500 đời. Làm người Ba La Môn từng đọc tụng ba bộ kinh Vệ Đà. Đó là loại kinh quán đầu giáo. Kinh Vệ Đà. Thành khẩn đọc kinh. Do đó hôm nay cũng chăm chú lắng nghe, như đang soạn một quyển kinh vậy. Anan lại thưa. Nhưng Bạch Tích Thế Tôn, lời Ngài dạy, con thấy thấm tận xương tủy. Thế mà khi Ngài giảng Pháp, sao họ lại không chú tâm? Phật nói, này Anan, người hiển nhiên cho rằng giáo lý của ta dễ lắng nghe sao? Tôi thấy, tôi biết có nhiều người trong lúc cầu tâm ấn, họ cũng ngủ, rồi sau đó than phiền là không có thể nghĩ gì hết. Họ không nghe thấy gì hết. Chuyện là vậy đó. Không phải cứ thọ tâm ấn là tất cả mọi người đều nghe nhau, hoặc có thể hiểu biết, hay là có thể để Pháp lọt vào tai được. Cho nên, ở đây Đức Phật cũng nói tương tự. Anan thấy khó hiểu, nên hỏi lần nữa. Bạch Thế Tôn, thưa tại sao vậy? Ý Ngài nói rằng khó mà lắng nghe.
Chính xác như vậy, A Nan. Kính lạy Ngài, vì sao ạ? Này A Nan, những chúng sinh này trong vòng luân hồi hàng ngàn vô lượng kiếp chưa từng nghe đến Phật Pháp Tăng. Tăng nghĩa là chư Tăng, Tăng đoàn. Khi Đức Phật còn tại thế, khi tỳ kheo sống trong thời Đức Phật tại thế là dạng tỳ kheo khác biệt. Và họ học từ vị Phật tại thế, họ khác với các tỳ kheo mà học hỏi sau đó, chỉ từ kinh điển và cố gắng sống dựa theo giáo lý. Những người đó có lẽ không có nhiều lực lượng. Hiếm khi chúng ta thấy họ có lực lượng như những vị tỳ kheo học trực tiếp và tu hành trong thời Đức Phật còn tại thế. Đó là lý do Đức Phật đề cập ở đây, có nghĩa đây là tăng đoàn đặc biệt. Tăng đoàn đặc biệt đương thời, khi Đức Phật còn tại thế. Cho nên Ngài nói những người này trong vòng luân hồi hàng ngàn vô lượng kiếp chưa bao giờ nhớ lời này, chưa bao giờ nghe tới Phật Pháp Tăng. Loại tăng đoàn này, tăng đoàn nghĩa là đoàn thể của những thánh nhân tu hành, như những tỳ kheo sống trong thời các vị minh sư tại thế. Quý vị thấy đó. Wow. Không dễ gì mà gặp một vị Phật. So it's not that easy to meet the Buddha. Quý vị có một vị ngồi ở đó. Cho nên là như vậy. Trong nhiều chuyện khác, Phật cũng đề cập rằng có được thân người thật sự rất khó. As if 100 khó ví như trong đại dương, cứ mỗi 100 năm lại có một khúc gỗ nổi lên trên mặt nước, và khúc gỗ đó có một lỗ lớn rồi gì đó. Dạ con rùa. Cái gì? Dạ con rùa. Cổ con rùa sẽ chui lọt qua lỗ ạ. Chính xác, chui lọt qua lỗ. Thân người khó đặn như vậy đó. Rồi nghe được Phật Pháp, thậm chí còn khó hơn thế nữa. Gặp được vị Phật sống thì còn khó khăn hơn gấp ngàn vạn lần. Do đó, bất cứ ai có thể gặp Phật, nghe giáo lý của Phật hoặc gia nhập tu hành cùng với các vị thánh nhân trong tăng đoàn này thì thật sự vô cùng may mắn. Thành ra Đức Phật mới nói khó mà nghe được lời pháp của ta. Không có nghĩa là đạo pháp khó hiểu. Có khó không? Không ha. Chúng ta hiểu phải không? Dạ. Bất cứ khi nào Đức Phật nói điều gì, như là giữ giới, tứ diệu đế, chúng ta đều hiểu hết, đâu có khó. Nhưng rất khó cho những người chưa bao giờ biết Đức Phật và giáo lý của Phật. Họ không có đủ công đức từ bao đời trước cho tới nay. Do đó, khi họ gặp hoặc nghe lần đầu tiên, họ ngủ gục hay là chẳng hiểu gì hết, họ cũng đã cố gắng, không thì đã không tới đó để làm gì chứ. Đàn ông thường thì dễ gì mà đến quy phục trước một người đàn ông khác mà họ chưa biết. Họ chỉ nghe nói Ngài là Phật, rồi họ tin tưởng, tin cậy vào Phật, nên họ đến đó và muốn đạt được gì đó từ Phật. Họ đâu có lãng phí thời gian. Đàn ông họ thà đi ra ngoài chơi đá banh hoặc nghe tường thuật cúp bóng đá thế giới, xem trên TV, hay là đi ra quán rượu đâu đó và vui đùa trong quán. Chứ thời xưa phải lặn lội đường xa như thế mà còn phải đi bộ nữa. Không dễ như ngày nay. Chỉ cần lái xe, ghé qua nghe sư phụ giảng, giáo lý tạc quá, quá dễ dàng, hoặc bay vài tiếng là có thể gặp thầy, bất kể mình sống ở đâu. Thời đó phải đi bộ, đi đường thật xa, dãi nắng dầm mưa dưới khí trời lạnh ngắt,
Ai biết được là còn gì nữa? Điều đó có nghĩa là năm người này thật sự muốn biết. Mặc dù không muốn đi nữa, ít ra họ cũng hiếu kỳ muốn biết, cho nên họ mới chịu bỏ thời gian đi bộ trên cả đoạn đường gồ ghề như thế vào thời đó. Không có giày tốt nữa, rồi tới đó lắng nghe Phật giảng mà vẫn không nghe được. Nghiệp chướng quá nặng nề. Cho nên, ngay cả khi ngồi ngay trước mặt Phật, cố gắng hết sức mà vẫn không nghe được. Không phải vì không muốn, mà vì nghiệp lực quá mạnh. Quá mạnh. Ngay cả trước mặt Phật, mà vẫn không thể nào hiểu hoặc lắng nghe được. Trong Thánh Kinh cũng có nói tương tự. Nghe mà không lọt vào tai. Và thấy mà không hiểu gì hết. Vấn đề là như vậy. Nghe quen quá ha. Sao mà những tôn giáo khác nhau lại nói cùng một điều như vậy? Người ta không hiểu những điều đơn giản như vậy. Thậm chí đấng tiên tri, đấng vị đại Mohammed, xin bình an đến với Ngài. Chúng ta phải nói như thế. Đó là truyền thống. Ngay cả em họ của Ngài cũng không hiểu những gì mà vị minh sư giảng. Cho nên Ngài tiếp tục bảo ông ta, đừng ăn cái đó, đừng ăn cái này. Phẩm chất thấp kém sẽ đi vào trong người mình. Nghĩa là đừng ăn thịt. Thánh Kinh cũng có nói, đừng qua lại với những người uống rượu ăn thịt. Nhưng không có bao nhiêu người hiểu ý đó. Quá đơn giản. Không đơn giản hay sao? Đơn giản không? Dạ, đơn giản hả? Nghĩa là đừng uống rượu, đừng ăn thịt. Nhưng có bao nhiêu tín đồ Thiên Chúa giáo làm điều đó? Bao nhiêu? Khá hiểm. Quý vị cứ duỗi ra. Tôi làm gương đây. Ở miền Nam, khi có nắng nhiều và khí hậu khô hơn, hoặc ở Arizona, hay là ở tiểu bang nào mà họ đánh bạc nhiều đó? Dạ, Nevada, không phải. Nó có tên đàng hoàng. Sư phụ muốn nói Las Vegas hả? Las Vegas. Cũng không có kiểu này. Khí hậu rất khô. Mặc dù trời nóng nực, nhưng mình không đổ mồ hôi. Không khí khô, hấp thu hơi nước ngay lập tức. Cho nên ông nghĩ ngay cả Đức Phật, đấng đầy quyền năng như Phật, có rất nhiều lực lượng, có thể dời non lấp biển. Vậy mà những kiểu người này vẫn không hiểu. Nghiệp chướng quá nặng nề. Đó là nghiệp lực khiến họ làm những hành động như vậy. Tưởng tượng xem, nghiệp của một người mà đã như thế. Thử tưởng tượng, nghiệp của nhiều người cộng lại còn tới đâu nữa? Trời ơi! Vì vậy mà ngay cả người ngoài họ cũng biết. Họ nói người đó truyền cho tôi bệnh lét dạ dày, hoặc người đó làm cho tôi bị đầy hơi, hay là người đó khiến tôi bị vẹo cổ. Và nhiều khi bị đau đâu đó, quý vị biết rồi. Thật sự như vậy, thật vậy mà. Người ta không nói đùa vậy đâu. Đó là sự thật. Nhiều khi quý vị cũng có thể trải nghiệm điều này, phải không? Không à? Có thể nhiều khi nó vi tế. Mình không thấy đau ngay. Nhưng dần dần nó ảnh hưởng mình. Rồi mình bị bệnh, đau ốm nặng. Lúc đó thì quá muộn rồi. Nhiều khi quá muộn. Ôi, tôi đang bị đau ngay cổ đây. Thật vậy. Ôi trời ơi, nó bị thường xuyên. Khi có người đặc biệt nào đó tới gần bên. Nhiều khi họ gửi một số yêu cầu cho tôi một cách âm thầm. Hoặc nhiều khi tôi nghĩ tới họ hoặc nói về họ như ngay bây giờ.
Dù tôi không nhắc đến tên hoặc nói về người nào cụ thể, nhưng hãy ý thức của tôi biết và tôi thật sự bị đau ở đây. Ôi, đúng là sai lầm. Nhưng thôi, không sao. Tôi chỉ kể quý vị nghe từ kinh nghiệm riêng của tôi. Không phải chuyện đùa đâu. Vì vậy, thời xưa khi người ta muốn lập gia đình hoặc hợp tác trong kinh doanh, trời ơi, họ xem chim tinh tử vi rất kỹ càng. Không chỉ ngày sinh hoặc năm sinh thôi, mà nào là tháng nào, giờ nào, giây nào, vị trí nào, nơi nào họ sinh ra. Rất khó kiếm được một đối tác hoặc bạn bè hay là bạn đời, người bạn đời mà tương hợp với mình, có mối quan hệ hòa hợp, có từ trường tốt, có tinh thần ủng hộ và nâng đỡ. Yêu nhau thì dễ, sống trong tình yêu mới là khó. Thậm chí cũng không biết có còn tình yêu để mà sống trong đó hay không nữa. Nhiều khi tình yêu bay theo mây khói, trăng mặt cũng chấm dứt nhanh chóng. Đó là lý do họ nói trăng mặt. Đâu là Việt Nam chúng ta nói tuần trăng mặt, có một tuần thôi. Sau đó thì là rửa chén, nấu cơm xong chưa? Lại có sợi tóc trong chén súp của tôi à? Sao cô để tóc dài thế? Nhà cửa sao bừa bộn thế này? Cô làm gì cả ngày vậy? Cô lại phung phí tiền mua bộ váy đó nữa à? Vân vân và vân vân. Cái gì, anh lại có đá banh nữa hả? Anh điên hả? Hôm nay là sinh nhật của tôi đó. Vân vân và vân vân. Rất khó mà tìm được người bạn đồng hành. Tôi kiếm được một người nhưng lại đánh mất rồi. Thật buồn cười. Nhưng tốt cho quý vị là tôi đã đánh mất. Không thì tôi đâu có ngồi đây. Có lẽ còn ngồi đâu đó trong quán cà phê, nắm tay và nói chuyện vu vơ, rồi cười mấy chuyện tầm phào. Thành ra những ai có hôn nhân tốt thì hãy quý trọng điều đó, hãy trân quý điều đó. Hôn nhân không phải là sự cản trở cho việc tu hành. Nếu có cuộc hôn nhân tốt, hòa hợp, thì hãy tôn trọng lẫn nhau, trân quý sự hòa hoãn của nhau, cho tới khi lìa đời. Còn nếu có bạn đời khó chịu, thì đó cũng là thử thách của mình, để mình quyết tâm hơn trên con đường giải thoát, thoát khỏi mọi quan hệ phiền toái trên địa cầu khó khăn. Trần gian khó khăn này, đường nào cũng tốt cả. Có điều sẽ dễ chịu, vui vẻ hơn khi cả hai có cùng đẳng cấp về nguyện vọng tâm linh, hỗ trợ lẫn nhau và thương yêu lẫn nhau một cách thật sự, trưởng dưỡng cho cả hai trên nhiều phương diện. Như vậy thì quý vị may mắn. Và đừng coi đó là lẽ thường tình. Một người phối ngẫu tốt trong hôn nhân hay là người đồng hành trong đời sống thật sự giúp mình nhiều lắm. Khi mình gặp phải khó khăn bên ngoài, về đến nhà, ngã vào vòng tay nhau hoặc uống cà phê với nhau, thì đó quả là niềm an ủi lớn lao. Rồi đi thiền với nhau, hỗ trợ lẫn nhau và thật sự khích lệ lẫn nhau và thương yêu nhau theo cách đó thì quả thật rất tốt. Nhiều minh sư có bạn đời, như Ngài Krishna. Tôi quên rồi. I forgot. Kabir, Kabir. Rama, đúng rồi. Quý vị biết chuyện rồi. Nhưng con không nhớ. Chà, đó là chuyện tình rất vĩ đại. Nếu có thời giờ, tôi sẽ kể quý vị nghe. Còn ai nữa? Tiên tri Mohammed và Shiva, vân vân. Shiva?
Các vị này đều có bạn đời. Họ thật sự như là người bạn quý nhất của nhau, đôi bạn quý nhất. Họ ủng hộ lẫn nhau và thật sự như là một. Như là một người, không mâu thuẫn, không cãi cọ với nhau, không đối nghịch với nhau, chỉ ủng hộ thôi. Do đó, Kabir, nó biết anh thích ở đây. Nhớ không? Anh khóc vào 11 năm không gặp tôi. Dạ, nó biết điều đó. Cho nên nó nói anh ngoan. Người này cũng ngoan. Có rất nhiều người ngoan, cả nam lẫn nữ, chỉ là nó không tới được. Đừng khó với mình quá. Chỉ là nó không tới được thôi. Vì ngồi như vậy, nó không chạy qua được. Nếu muốn nó tới từng người một, thì quý vị phải nhường lối. Có lẽ ngồi lên trên người nhau mới tới dễ dàng hơn. Coi kìa, coi nó kìa, thấy không? Ý nó là như vậy, nhìn coi, nó đang nghiêm túc. Rất, rất nghiêm trang. Chú chó thật cao quý. Bây giờ mà tôi nói, nó thật sự từ đâu tới, thì quý vị không tin tôi đâu. Phải giữ bí mật. Nó không muốn tôi kể. Tôi cũng không muốn nói. Trong hình hài của chú chó, hoặc trong hình hài của con người, đâu có quan trọng, không ai biết bên trong là gì mà chỉ thấy bề ngoài. Ai cũng nghĩ nó là chó. Vì nó không vâng lời cho lắm, nên họ tống nó ra khỏi nhà. Ba lần, ba gia đình tống nó ra. Họ không biết kho tàng của nó. Họ không biết nó là báu vật. Đối với tôi, nó là báu vật. Tôi biết nó cũng biết tôi. Chúng tôi rất thoải mái với nhau. Không phải lúc nào nó cũng nghe lời tôi. Không phải vậy, tôi để nó tự do. Nhiều khi tôi cũng giận nó lắm. Bởi vì trời mưa. Tôi muốn nó vào trong. Mà nó lại chạy đi. Vì nó nghe tiếng động gì đó. Nó phải làm bằng sự của nó. Nhưng tôi không muốn nó bị ướt. Và bị lạnh. Ướt lạnh rồi biết phải làm sao. Nhưng nó phải làm việc của nó. Khi nó trở lại, tôi la nó dữ lắm. Tôi nói ta là chủ của con. Ta bảo con tới là con phải tới. Có hiểu không? Thế là nó đưa chân ra cho tôi bắt. Như lời xin lỗi. Nó ngồi trước mặt tôi như thế này. Tôi không bắt tay. Rồi nó cứ làm nữa, cứ làm như vậy liên tục, đưa chân ra cho bắt. Cuối cùng tôi cũng mỏi lòng. Nó làm như vậy đó. Làm sao mà không thương cho được. Không biết ai mà có thể không thương nó. Lại đẹp nữa chứ. Lông chưa mọc hết đó. Khi nào mọc hết, trông nó rất oai hùng. Rất nhiều bờm cổ giống như sư tử. Nó đẹp lắm, yên lặng và bình thản. Chỉ khi nào nghe thấy gì đó, nó mới chạy đi kiểm tra, đi tuần tra. Không thì nó không làm phiền tôi. Ở đây thì nó được cưng chiều quá. Con chỉ thích ăn bánh quy và xương thuần chay thôi. Ta không cho nữa, đã nói rồi. Không, không. Ta đâu có cho. Ta nói là ta không cho. Ta nói không cho nữa, chứ đâu có nói là ta sẽ cho. Khác mà. Cho nên Đức Phật tiếp tục. Chà, xin lỗi tôi lạc đề xa quá rồi. Quý vị còn nhớ câu chuyện hay không? Dạ nhớ, quý vị chấp nói lại nhé. Rồi Đức Phật nói với Anan rằng, những chúng sinh này, đời đời kiếp kiếp từ thuở xa xưa không thể nào đếm hay nhớ cho được. Chưa bao giờ có cơ hội gặp Phật, nghe giáo lý của Phật, gặp đệ tử, tăng đoàn của Phật. Bất cứ đệ tử nào, không chỉ người xuất gia, nhưng vào thời đó những vị xuất gia là những đệ tử thân cận nhất của Phật. Họ gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn nghĩa là nhóm những người xuất gia. Cho nên họ chưa bao giờ được nghe. Trời ơi, quý vị tưởng gặp Phật dễ dàng phải không? Chúng ta đọc truyện, thấy Phật ở khắp nơi. Phật ở kỳ viên. Phật ở bất cứ nơi nào. Phật đi khắp nơi, rất nhiều quốc gia.
Mà sao gặp Phật lại khó khăn như vậy? Mấy người này không thể gặp Phật. Trời ơi, chính vì vậy mà công đức của họ luôn luôn thiếu, nên thậm chí cũng không có cơ hội làm bất cứ gì để thăng hoa, để được gặp Phật gì hết. Càng ít gặp Phật thì lại càng hiếm gặp. Càng gặp được Phật nhiều thì lại càng có nhiều cơ hội gặp nữa. Như vậy đó. Do đó Thánh Kinh có nói, những ai có sẽ được cho thêm nữa. Như vậy đó, có nghĩa là như vậy. Do đó bây giờ họ không thể nghe Pháp, tức là giáo lý này. Pháp không phải chỉ có nghĩa là giáo lý, mà là những gì sâu xa hơn, những gì vô hình, những gì như lúc cọ tâm ấn, sự trao truyền điều gì đó để đánh thức linh hồn mình. Đó là chánh Pháp. Pháp cũng là giáo lý của Phật, nhưng khi Phật không thuyết giảng thì không phải là chánh Pháp. Khi Phật chỉ nói chuyện, hoặc nếu có ai lặp lại giáo lý của Phật mà không có lực lượng thì đó không phải là chánh Pháp. Mình có thể gọi đó là giáo lý của Phật. Khi Phật thuyết giảng, mặc dù Phật dùng từ ngữ, nhưng đó vẫn là Pháp. Pháp cũng có nghĩa là Thượng Đế, lực lượng của Thượng Đế, Phật Tánh. Không chỉ có nghĩa là ngôn từ nói bằng lời. Chỉ vì Phật dùng ngôn từ, nên Ngài nói, đây là Pháp ta đang giảng dạy. Cho nên quý vị phải hiểu điều này. Bây giờ họ không thể nghe được Pháp mà Phật đang giảng. Ra vào cuộc sanh tử vô tận, họ chỉ quen nghe tiếng nói của súc sinh. Hơn nữa, họ còn tiêu phí gần hết thời giờ trong việc ăn uống, vui chơi, múa hát, và không thể nghe theo lời Pháp ta giảng. A Nan hỏi lần nữa, nhưng kính lại Ngài, nghĩa là Đấng Thế Tôn, Đấng Như Lai, vì lý do gì mà họ không thể nghe Pháp? Cô đại hàng sao khóc vậy? Thưa sư phụ, con cảm thấy chúng con là những đứa con may mắn nhất. Ok, vì vậy mà cô cứ khóc hoài hả? Vậy bây giờ cô đâu có nghe lời giảng của tôi đâu. Cô sinh ra làm gì trong suốt 500 năm trước vậy? Ok, không sao. Dạ, cảm ơn sư phụ. Vì lý do gì? Vì việc cười cô hả? Được rồi, tôi biết cô rất thành tâm, nhưng là em bé khóc nhẹ. Từ khi thấy cô ở đây, không lần nào mà cô không khóc. Lần đầu cô khóc nhiều lắm, rồi ngưng một lúc. Ý là có lẽ tôi không thấy những lúc cô khóc, bây giờ lại khóc nữa. Ok, không sao. Nếu muốn khóc cũng tốt. Ít ra cũng tốt cho mắt. Rửa sạch mắt. Cô nấu ăn cả ngày rồi, khói bay vào mắt. Hay là mùi đậu hũ bay vào mắt. Tôi biết cô rất thành tâm. Và tôi rất vui là có được đệ tử như cô. Dạ, cảm ơn sư phụ. Không có gì. Giờ cô cũng làm tôi muốn khóc rồi. Thôi, ráng mà nghe Pháp đi. Cô đã khóc 500 năm rồi. Rồi, để kiểm tra cô coi, tôi vừa mới nói gì vậy? Tôi đã nói gì? Con xin lỗi, con không để ý hả? Nói rồi mà. Cô cứ đào vào hố lệ. Thôi được, đừng khóc nhiều quá. Mắt cô có thể bị khô và sưng lên. Lát nữa, cô phải đi lấy thuốc nhỏ mắt. Được chứ? Dạ, nếu không sẽ đau mắt đó.
Cha, cha, trời ơi, Đức Phật nói như vậy, mà Anan vẫn hỏi, nhưng bạch Phật, lý do là gì? Còn lý do gì nữa? Cho nên vị thầy, nghĩa là Đức Phật, trả lời Anan như sau. Anan, họ không thể làm được. Bởi vì lý do, mọi người nghe được tôi cả chứ, tôi quên không di chuyển cái này. Dạ, nghe được. Vậy tốt. Anan, họ không thể làm được là bởi vì lòng ham muốn. Dục vọng, ham muốn vật chất. Bởi vì sân hận, bởi vì ảo tưởng. Vì không lửa nào mạnh bằng lửa dục vọng, đốt cháy hết mọi loại, chẳng chừa lại cho. Loại lửa nào mà đốt cháy và thậm chí không để lại tro nữa. Không có chứng cứ cụ thể của lửa dục vọng. Do đó, Ngài nói, cũng không để lại ngay cả tro tàn. Đây là loại bệnh chướng ngại truyền từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác, rất khó mà thoát khỏi. Do đó, người ta tôn kính sư tăng. Dù là vào thời Chúa Giêsu, thời tiên tri hoặc thời Đức Phật, hay ngay cả thời nay nữa, dù một số chư tăng vẫn còn ăn thịt uống rượu, nhưng họ bỏ được thú vui thể xác này. Nên người ta tôn kính họ, bởi vì việc đó khó làm. Đó là lý do. Họ làm những việc mà đa số con người không thể làm được. Họ rời bỏ gia đình. Họ rời bỏ cạm bẫy, trói buộc của ham muốn, dục vọng, những quan hệ ái dục, mà không phải lỗi của họ hoặc cũng chẳng phải lỗi của quý vị. Đây là bản chất. Cấu tạo của thân thể vật chất là như vậy. Nó được tạo ra như vậy. Nó tạo ra đủ loại ham muốn bên trong thân thể của mình. Những tế bào, các hóc môn khiến mọi người điên cuồng. Đó là lý do vì sao bỏ nó lại đằng sau lại khó khăn như vậy, mà các vị tăng ni lại có thể rời bỏ nó. Người đời tôn kính họ là vì vậy. Không có nghĩa là tăng ni không có cảm xúc. Họ chỉ chế ngự được nó, hoặc cố ráng quên nó đi, hay là làm việc gì khác để khiến đời sống họ bận rộn hơn, có ý nghĩa hơn, thay vì chỉ chăm lo cho những nhu cầu của thể xác hoặc ham muốn khoái lạc, nhục dục, rồi phải chăm lo cho những hậu quả theo sau đó. Ý nói là một gia đình lớn, rồi làm việc cực nhọc, vất vả ngày này qua ngày khác để sinh tồn, chỉ để duy trì đời sống của gia đình. Không phải ai cũng may mắn có nhiều tiền để nuôi gia đình. Nhưng thậm chí, có được nhiều tiền cũng có nghĩa là thêm nhiều trách nhiệm. Họ phải chăm lo cho việc kinh doanh. Họ cũng phải làm việc vô cùng cực nhọc. Cho nên Đức Phật mới nói, một trong những lý do đó là ham mê dục vọng, sân hận và ảo tưởng. Do đó, lửa dục vọng đốt chúng sinh mà không để lại dấu vết, không để lại tro tàn. Chắc chắn rằng hỏa hoạn toàn cầu chấm dứt một kỷ nguyên thiêu rụi toàn thế giới, không chừa lại một thứ gì. Nhưng lửa của hỏa hoạn này cháy chỉ khi nào có bảy mặt trời xuất hiện. Lửa này chỉ cháy ở một vài thời điểm trong những mùa nào đó. Nhưng lửa dục vọng thì không lúc nào mà không cháy cả. Có vài giai đoạn trong một thời đại đặc biệt nào đó, lửa từ mặt trời đốt cháy hoặc có lẽ biến đổi khí hậu đốt cháy, thiêu đốt mọi thứ. Thiêu hủy một trong các tinh cầu, hay là tiêu diệt cả một tinh cầu, hoặc tiêu diệt đa số sinh vật sống trên tinh cầu hay sự sống của các chúng sinh khác trên một tinh cầu. Hay là nếu quá nhiều mặt trời xuất hiện, chẳng hạn như bảy mặt trời, ví dụ vào một số giai đoạn nào đó, khi tận thế đang cận kề, có lẽ bảy mặt trời xuất hiện hay chỉ là biểu tượng của bảy mặt trời bởi vì quá nóng.
Mặt trời bình thường còn có thể chịu nổi, nhưng nếu nóng hơn như thế này, nóng hơn gấp 7 lần, thì như là có 7 mặt trời xuất hiện trên bầu trời. Nhưng kiểu thiên tai hoặc sự hủy hoại này thỉnh thoảng chỉ bùng cháy trong một giai đoạn đời sống nào đó thôi, không phải mỗi ngày, không phải lúc nào cũng cháy. Nhưng lửa dục vọng, theo sự quan sát của Đức Phật, thì lúc nào cũng cháy. Ngài nói, không có lúc nào mà lửa dục vọng không cháy cả. Không cháy đây, không cháy đó, mà chỉ cháy bên trong tất cả chúng sinh. Do đó, có chiến tranh, có rắc rối, có đánh nhau, có giết chóc, có đủ mọi thứ. Cũng bởi vì dục vọng. Dục vọng ở đây không phải chỉ là ham muốn nhục dục, mà còn có nghĩa là tham quyền lực, tham danh vọng, tham thắng người khác, tham của cải, tham quyền khống chế. Tất cả các loại ham muốn này đều thiêu đốt con người, đốt cháy mọi chúng sinh từ trong ra ngoài. Cũng có cả lòng ham muốn trả thù, báo hận nữa. Tham lam, đủ loại tham muốn. Vì thế ta nói rằng, Đức Phật nói, vì thế ta nói rằng không lửa nào bằng lửa dục vọng, không kìm kẹp nào bằng sân hận, không lưới nào như lưới si mê, và không dòng sông nào bằng sông ái dục. Nói vậy rồi, vì Thầy đọc bài kệ như sau. Thầy ở đây tức là Đức Phật nói tóm tắt toàn bộ ý nghĩa của lời thuyết giảng. Lửa nào bằng dục vọng, ngục nào bằng tâm sân, lưới nào bằng mê đắm, sông nào bằng ái hà. Ngài chỉ nói tóm lược là những gì Ngài đã nói trước đó, thế thôi, hết chuyện. Cảm tạ Đức Phật lần nữa đã giảng giải nghĩa rất rõ ràng những lời này và nhắc nhở chúng ta tu hành. Nhất tâm bất loạn, ít nhất cũng ở nơi đây. Quý vị nên biết rằng, thời gian ban đêm, nếu thật sự cố gắng tỉnh thức, thì quý vị sẽ ngàm thầm tốt hơn, sẽ thấy thể nghiệm tốt hơn. Điều này xảy ra với tôi trước đây, thuở ban đầu, khi tôi chưa biết gì cả, nhưng tôi không ngủ, chỉ ngồi ở một góc, không có nhiều tiền. Nếu đi thăm viếng ở đâu, tôi chỉ mang theo chiếc áo choàng, rồi dùng nó che lại. Tôi ngồi một góc nhà của họ và phủ áo choàng lên che áo choàng ngoài thân dài và rộng, giống như áo choàng tắm thật dài và rộng. Rồi chỉ ngồi thôi. Nhiều khi tôi đến nhà bạn đồng đạo, một vài người cùng pháp môn. Tôi hỏi họ, hàng xóm của anh bật nhạc suốt đêm à? Anh ta nói đâu có, chúng tôi không có hàng xóm nào cả, trong bán kính mấy dặm, cả khu rừng và hồ là của chúng tôi, không có hàng xóm. Nhưng tôi nghe đủ loại âm nhạc suốt đêm, hay lắm. Cho nên họ ghen tị lắm, nói rằng sao chúng tôi chẳng nghe thấy gì hết. Tôi ngồi cạnh giường của họ, nhưng họ chẳng nghe thấy gì hết. Cái đó tôi gọi là điếc. Thật sự điếc là như vậy. Không phải là người có tai không nghe được, mà là người không nghe được. Đó mới thật sự là điếc. Tôi cũng có thân thể vật chất mà, và thân thể tôi dị ứng với ánh sáng chói, nhạy cảm với nhiều thứ. Thật ra tôi phải thú nhận là không biết sao mà tôi vẫn còn làm việc này. Tự biết chính mình. Mình thích cái gì và không thích cái gì. Không biết làm sao mà tôi có thể làm được. Bởi vì thân thể phản ứng khác nhau với những thứ khác nhau. Quý vị cứng cỏi, mạnh mẽ. Không phải ai cũng cứng cỏi và mạnh mẽ đâu. Tôi không cứng cỏi và mạnh mẽ cho lắm.
Tôi nhạy cảm hơn về nhiều mặt. Vậy thôi. Nhưng giống như một số người đi vào rừng tối, có thể họ không sợ, nhưng tôi sợ, nhưng vẫn làm. Cũng như nếu tôi cho quý vị cái gì đó, không có nghĩa là tôi không thích nó hoặc muốn vứt nó đi. Tôi cũng thích sự riêng tư và rất thích ở một mình. Tôi thích được ở một mình hoàn toàn. Nhưng tôi cho quý vị cái này như món quà. Tức là gặp quý vị không có nghĩa là tôi không thích ở một mình. Như vậy đó. Tôi sợ nhưng vẫn đi vào rừng vì tôi muốn vậy. Phải đi vào đó vì lý do đặc biệt. Thiền ở chỗ đặc biệt nào đó. Tôi không thể nói dối, không thể nói. Tôi không sợ gì hết. Sợ chứ. Trên Hy Mã Lạp Sơn tôi cũng sợ. Bởi vì nhiều khi tôi đi bộ về nhà khi trời tối mịt. Bây giờ không nhớ là làm sao mà tôi về được bởi vì tôi không có đèn pin. Lúc đó không có đủ tiền để mua. Pin này kia là nặng nữa, không mang theo đủ thứ được. Nhưng tôi luôn luôn tìm được đường về nhà, kể cả trong rừng tối. Phải băng qua khu rừng tối để về nhà. Không biết làm sao mà tôi lại về được. Nhưng rồi cũng về được. Nhiều khi tôi phải băng qua sông này kia. Nước sông dâng lên rất nhanh. Tôi phải chạy thật nhanh rồi vấp ngã. Đại khái như vậy. Nhưng vẫn làm được. Không phải vì tôi không sợ. Không phải vì tôi là phụ nữ gan dạ. Nhưng tôi vẫn cứ làm, chỉ làm thôi. Cho nên có người nghĩ rằng tôi không biết sợ, không biết buồn. Tôi mình đồng da sắt như tượng Phật ở đó. Không có đâu, không ảo tưởng, không nói dối. Tôi mỏng manh, nhạy cảm. Rất thích sống một mình. Rất thích sự yên tĩnh và rất thích sự an toàn. Người phụ nữ nhỏ con mà, phải không? Có mấy tên to lớn khắp nơi. Mấy tên thợ săn rồi, thú vật. Thú vật tôi không sợ cho lắm. Mà tôi sợ con người nhiều hơn. Vậy bây giờ quý vị hiểu hết cả rồi chứ? Dạ. Hy vọng quý vị vẫn thích tôi sau khi biết rằng tôi cũng biết sợ hãi và tôi nhạy cảm. Dạ, chúng con vẫn thương ngài. Cảm ơn sư phụ. Kén chọn quá. Chúng con rất biết ơn sư phụ. Cảm ơn quý vị. Tôi chỉ không nói dối, thế thôi. Nói với quý vị, tôi là phụ nữ cứng cỏi hay là anh chàng cứng rắn thì có ích lợi gì chứ, có ích lợi gì đâu. Tôi gạt quý vị để làm gì? Nói với quý vị điều không đúng sự thật để làm gì? Để làm gì? Thôi nhá. Hôm nay chúng ta xong rồi. Có câu hỏi nào không? Câu hỏi tâm linh. You stop crying or not yet? Hết khóc rồi hay chưa? Khóc nhiều quá thì ngày mai không còn giọt lệ nào nữa. Để dành vài giọt rằng mỗi ngày cô có một màn chứ. Anh bệnh rồi hả? Cuối cùng cũng bị. Dạ, con hơi bị cảm. Rất tiếc. Tôi không biết sao. Quý vị truyền bệnh cho nhau hay là tôi truyền bệnh cho quý vị hả? Khi sờ trán quý vị, tôi luôn luôn đeo cái này. Ngồi đây thì cũng sao quý vị, nhưng dù sao bây giờ tôi cũng đã khỏi rồi. Anh ở lâu không? Còn ở lâu hơn hả? Dạ, con ở tới ngày 26. Ngày 26? Anh có thể ở bao lâu cũng được. Một, hai người không ảnh hưởng gì. Chỉ là nhiều người phải đi. Vì người mới sẽ tới. Chứ một, hai người thì không ảnh hưởng gì. Nếu chịu được hoàn cảnh khổ hạnh như thế này, ở đây. Bởi vì anh ta không gặp tôi suốt 11 năm trời, anh ta khóc giống như cô đằng kia. Không biết mắc cỡ. Không, tôi không thấy anh này khóc. Tôi ra ngoài và cảm thấy cần nói chuyện với anh ta. Anh này ngồi dưới gốc cây. Chen chúc không đủ chỗ, nên tôi mới đến bảo anh là có thể đi ngồi ở chỗ đó để có thể duỗi chân ra nhiều hơn. Rồi tôi thấy anh ta khóc. Anh ta nói 11 năm không gặp được tôi, bởi vì anh không có giấy tờ hợp lệ, chưa có thể thông hành. Lúc đó anh chưa có thẻ xanh. Danh tị nạn.
Nên ta mới bảo anh, nếu muốn ở lại thêm thì cứ ở, nếu bạn gái cho phép. Đừng về nhà rồi kể là do tôi như vậy, cô ta sẽ nghĩ chúng ta có gì với nhau đây. Ai biết được, người ta buồn cười lắm. Tôi già cả rồi mà người ta còn nghĩ có thể. Có câu hỏi nào không? Nghiêm túc đó. Không hả? Có hả? Phải là câu hỏi hay đó nhé. Đừng nói vớ vẩn và đừng có dài dòng. Nói ngắn gọn, đơn giản và hay. Thưa sư phụ, chiều hôm qua, con thiền Quán Âm. Con nghe như là tiếng chuông nhà thờ. Khoảng 6-7 lần như vậy. Con tưởng là ban tán Phật của sư phụ. Đột nhiên con nhớ tới một vị sư tỷ. Khi con mới tới đây, cô ấy chỉ cho con đọc quy định ở đây. Nhạc hoặc băng sư phụ tán Phật không được phép nghe ở đây. Không được. Lúc đó con mới nhận ra không phải là ban tán Phật của sư phụ. Rồi con nghĩ có lẽ đây là thể nghiệm bên trong của con. Lúc đó con nghĩ như vậy. Thì nó ngừng. Dần dần âm thanh càng lúc càng nhỏ đi. Đầu óc xen vào. Cuối cùng âm thanh biến mất. Không sao, biến mất hả? Dạ. Không còn nghe thấy gì nữa hả? Dạ. Hôm nay trống rỗng. Dạ, hôm nay vẫn còn. Tốt, nhưng dạ ít hơn. Cường độ yếu hơn, nhưng nhịp điệu thì khác hả? Dĩ nhiên rồi, vậy mới thú vị. Không thể ngày nào cũng giống nhau. Không sao, đầu óc hôm nay khác. Nhưng con có câu hỏi, xin hỏi sư phụ. Hỏi đi. Làm sao để giữ âm thanh ở lại với con lâu hơn? Tập trung, đừng nghĩ ngợi. Có phải vì con nhận ra đây là thể nghiệm bên trong nên âm thanh biến mất không? Phải, đầu óc. Bởi vì khi chúng ta nhận thức thì đó là đầu óc phân tích, không còn là linh hồn nữa. Nhưng chỉ tự động thôi ạ. Tôi biết, đó mới là vấn đề. Con không rắc rối, chúng ta có cái này. Nên mới có thể sinh tồn ở đây, nhưng nó lại gây phiền toái. Không có đầu óc, chúng ta cũng không thể sống ở đây. Không có đầu óc này kia, chúng ta không thể hiểu được, không thể tiếp thu kiến thức trần gian. Nhưng nó lại gây phiền toái. Anh có thuốc không? Dạ, chỉ có vitamin ạ. Ý tôi là vitamin hả? Anh không có thuốc khác để cho mau hết bệnh. Được rồi, tôi còn một ít. Sẽ đưa cho anh. Một vài đồng tu có một ít thuốc, họ sẽ chia cho con. Vậy thì tốt. Càng nhanh càng tốt. Bệnh khổ lắm. Là mình khó chịu. Không đau đớn cho lắm. Nhưng thấy khó chịu. Anh phải ngồi đây, tập trung, rồi phải hí mũi. Hiểu ý tôi không? Không thể ngủ ngon, không thể tập trung tốt. Mấy người đau bệnh mà họ muốn thiền, tôi thấy thương quá. Tôi rất tiếc. Còn câu hỏi nào khác không? Ờ, được rồi, chỉ tập trung nhiều hơn. Nếu nghĩ ngợi thì đừng nghĩ nữa. Chứ biết làm gì đây? Nó chỉ xảy ra như vậy, sư phụ. Tôi biết chứ. Chỉ có điều nghiệp chướng gây ra như thế, cho nên ráng chịu vậy. Nó sẽ đến nữa, đừng lo. Sẽ trở lại. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Không đến nỗi nào. Một số người ở nhà, họ thiền trước khi ngủ, rồi họ nằm xuống. Thì bình thường suốt đêm sẽ như trong trạng thái thiền vậy. Nhưng rồi chồng họ đá họ một cái thì họ bị mất đi. Hoặc vợ ấy chẳng hạn vậy. Lúc nào cũng xảy ra như vậy. Nếu không thì đầu óc gây rắc rối. Tôi cũng có rắc rối. Nhiều khi tôi phải nhận một số thông điệp. Không biết có nên kể quý vị điều này hay không. Đợi chút đã, tôi suy nghĩ đã.
Được rồi. Thậm chí bây giờ, nhiều khi tôi nhận được vài tin nhắn từ thiên đàng, từ vũ trụ nguyên thủy. Bởi vì đôi lúc, nếu là vấn đề bình thường thì mình có thể giải quyết liền lập tức. Nhưng nếu có gì sâu xa hơn và đến từ vũ trụ nguyên thủy, thì phải mất một khoảng thời gian để câu trả lời đến được với tôi. 2-3 ngày, thậm chí nhiều khi 1 hoặc 2 tuần. Khi thông điệp đến thì giống như là mình nhận được bản phát. Tôi không nói đùa đâu. Dù tôi đang ngủ hay đang thiền, âm thanh sẽ tới. Không phải âm thanh bình thường như lúc mình thiền quán âm. Không, không đâu. Khác hẳn. Giống như là máy phát. Hoặc một số âm thanh đặc biệt không thể diễn tả được bởi vì không có âm thanh đó trong pháp thiền quán âm. Hoặc không có âm thanh đó trên địa cầu này. Nó làm tôi tỉnh dậy. Rồi tôi phải đứng lên để xem coi nó là cái gì. Nhiều khi tôi phải cần thời gian thật lâu để thật sự nhận được thông điệp đến trong đầu. Nhưng nó luôn luôn đến bằng âm thanh để cho tôi biết là tôi có thông điệp. Giống như ở nhà hoặc khi có tin nhắn trong điện thoại, nó reo hoặc bíp hay là rung. Nó có âm thanh thiệt. Tôi ngạc nhiên. Trước đó tôi không có. Chỉ từ vũ trụ nguyên thủy thì tôi mới có thôi. Bởi vì nó đến từ xa thật xa nên cần một đường truyền mạnh mẽ. Do đó mới có âm thanh. Trước đó tôi chưa đủ mạnh để nhận thông điệp như vậy. Qua năng lượng truyền tải, một đường truyền như thế. Do đó tôi không có âm thanh đó. Nếu chỉ ở thiên đàng thấp hơn thì không quan trọng, thì tôi có thể biết ngay lập tức. Nhưng cái này khác. Tôi cần một thời gian lâu. Nhiều khi cả 2-3 ngày mới giải mã được. Giải mã. Tức là hiểu ý nghĩa thật sự của thông điệp. Thông điệp thật sự, toàn bộ thông điệp. Nhiều khi nó cũng làm tôi rối lắm. Nhiều khi tôi chỉ nói, thôi, bỏ đi. Đôi khi tôi biết, chuyển sang tiếng Anh nhanh hơn. Đôi khi không. Đôi khi cần nhiều ngày. Trước tiên tôi hỏi có khẩn cấp hay không, vì bây giờ tôi không thể nhận được. Nên khi họ nói dạ không khẩn cấp, thì tôi không vội vã. Nếu khẩn cấp thì tôi phải để mọi chuyện khác sang một bên để tập trung lấy và giải mã thông điệp. Giải nghĩa thông điệp. Giải nghĩa thông điệp để tôi có thể hành động một cách thích hợp. Chỉ những chuyện quan trọng thôi, còn không thì họ không làm phiền cho mỗi ngày. Nhiều khi tôi bực dọc, tôi nói, tại sao? Sao lại làm cho nó khó như thế này? Không phải họ, mà là đầu óc của tôi. Trong thế gian này, nó khác với các cảnh giới khác. Cần nhiều thời gian, tôi mới có thể chuyển sang tiếng Anh để đầu óc hiểu và cho thân thể biết phải làm gì. Thôi, xong rồi nhé. Nhiều khi âm thanh nghe cũng buồn cười. Nhiều khi nghe cực kỳ buồn cười. Nhiều khi nghe như tiếng gọt kẹt. Nhiều khi nghe âm tầng rất cao. Nhiều khi nghe tiếng nhỏ và êm dịu. Nhiều khi đột ngột. Nhiều khi không biết âm thanh đó là gì. Không thể mô phỏng được. Chỉ là tôi biết ngay là thông điệp tới. Chỉ là tôi không biết thông điệp gì. Không biết liền được. Biết là mình nhận thông điệp, phải ghi chú, phải lưu ý, phải ráng giải nghĩa. Nhưng lập tức thì không biết là gì. Không giống như nhận được bản phát, mình lấy nó ra. Hoặc khi có bản phát, mình phải in ra. Hoặc thậm chí nhận tin nhắn trên điện thoại, mình phải mở điện thoại ra. Nhấn vài nút. Hay là ngày nay chỉ lướt tay trên mặt điện thoại là nó hiện ra. Nhiều khi thậm chí bằng tiếng Anh mà mình còn không hiểu người kia nói gì nữa. Nhiều khi hiểu lầm. Tôi gửi tin nhắn cho mấy người giúp làm việc, giữ chó. Họ không biết tôi nói gì. Rồi họ vẫn làm việc sai. Hoặc nhiều khi làm ngược lại. Thật là nản lòng. Đừng nói chi đến thông điệp khó hiểu.
Nhưng tôi cũng ráng. Tính đến nay thì không một thông điệp nào mà tôi không thể giải mã được. Tôi rất tự hào về sự thông minh của mình. Nó nghe thấy tiếng sột soạt của gói bánh kẹo. Ta lấy cho con vài cái để ngày mai. Con ăn cái này đi. Nghe vậy là nó ngồi sập xuống. Rồi quý vị còn có hỏi nào nữa không? Đến đây. Hôm nọ, quý vị cầu để có công đức 91 đời hay gì đó hả? Không à. Bởi vì ông ta chăm chú ngắm sao. 500 lần, 500 kiếp. Rồi, nói đi. Cái gì? Chuyện liên quan đến báo cáo của sư huynh Đại Hàn mấy hôm trước về con số học sinh ăn thuần chay. Ăn thuần chay. Dạ, mỗi tuần một lần ở trung tâm Quang Châu. Con số thật sự là 400.000. Ồ, dạ, cho nên 400.000 tuần một lần. Dạ, dạ. Dạ, nhưng vào lúc đó cô nói 400. Dạ, hiểu rồi, 40.000 gì đó. 14.000, cái đó 40.400.000. 400.000 là con số chính xác ạ. Con số đính chính được chấp nhận. Dạ, con xin đính chính vì sự khác biệt quá lớn. Không sao. Sao nói chuyện với tôi mà lúc nào cô cũng nhìn lên vậy? Thật ra nhiều khi con muốn xem kìa, cô ta vẫn nhìn lên. Nhiều khi con muốn khóc. 500 năm làm chim tinh gia. Không đến nỗi nào, chim tinh gia. Đó là nghề tốt. Dạ, tốt hơn là rắn. Chắc chắn là tốt hơn rắn rồi. Cảm ơn sư phụ. Không có chi. Đã dành thời gian cho con. 400.000 chà, con số lớn quá, lớn quá. Nghĩa là học sinh trong thành phố ăn thuần chay tuần một lần. Thấy chưa? Cô ta luôn luôn nhìn... Okay. Rồi, chúc mừng. Tốt cho Đại Hàn. Good for Korea. Yeah, thank you, Master. Cảm ơn sư phụ. Yeah. But nhưng cô... Có lẽ tất cả đều do ân điển và tình thương của sư phụ. Tôi đâu biết. Sao cũng được. Thật sự vậy, sao cũng được. Tôi luôn luôn thương yêu và gia trị. Tôi không chắc ai có thể là người nhận hoặc không nhận được. Giống như mưa, mưa luôn luôn rơi xuống. Nhưng nếu ngồi bên trong thì mình không bị ướt, không nhận được mưa. Dạ, có hiệu quả, sư phụ, có hiệu quả. Tốt, tôi mừng. Cảm ơn sư phụ. Không có gì. Nhiều khi con không thể nhìn sư phụ. Không sao. Đó là lý do con vẫn... Con xin lỗi. Không sao, không sao. Chúng ta chỉ đùa cho vui thôi. Dạ, con biết. Còn có hỏi nào nữa? Ờ, à, đây, hỏi đi. Dạ, không, không. Đại Hàn. Con xấu hổ về chuyện này. Con hơi xấu hổ về chuyện này á. Xấu hổ hả? Dạ, tại sao? Tại sao? Con thiền không được tốt. Vậy thì hãy nhập hội đi. Tất cả bọn họ đều xấu hổ cả. Bây giờ đừng làm họ xấu hổ hơn. Đừng nói ra chuyện đó. Bình thường không ai biết. Sao lại nói ra? Con nghĩ là con tệ nhất. Theo con thấy, chắc là con thiền tệ nhất trong nhóm này. À, quý vị có quyền tự nghĩ. Ở đây không ai nói gì đâu. Có nói gì không? Chỉ là anh nghĩ vậy chứ thật ra ai cũng hầu như giống vậy. Con xin sư phụ cho con ở đây thêm vài ngày nữa, được không? Nó sẽ giúp sự tu hành của con. Giữ cái này ở đây nhé, phòng khi tôi đến. Thưa sư phụ, nếu có thể, con ở lại đây thêm được không ạ? Thì sẽ tốt cho sự tu hành của con. Sao lại muốn ở thêm? Dạ, có được không ạ? Anh đã bị bệnh ở đây rồi. Thiền ở đây, ở nhà hầu như là không thiền được. Nhưng ở đây con lại thiền được. Ở nhà con không thể thiền được.
hầu như là không thể nào. Con thiền không được tốt, nhưng ở đây con cảm thấy khá hơn và thiền tiến bộ hơn nhiều. Viện cớ hay. Hãy nhập bọn. Ai cũng nói với tôi cùng một thứ. Hỏi họ xem. Hỏi xem chuyện có giống không. Tôi không thể tiếp tục xây thêm nhà. Ở đây không được phép xây rộng ra. Nếu có chỗ thì tôi sẽ cho anh ở. Không biết có đủ chỗ không. Chúng tôi chỉ có một số phòng trong nhà. Có lẽ dựng thêm gì đó bên ngoài và máy sưởi. Nếu có thể, chúng ta làm vậy. Nếu muốn, nếu có thể, nếu có khả năng, thì anh có thể ở lại. Nếu thật sự muốn, anh có thể ở lại đây. Còn câu nào khác không? Mấy người ngồi đằng sau đó có muốn hỏi gì không? Còn phòng khác? Nếu muốn hỏi thì có thể đến đây. Không à? Vậy xong, vậy má về với mấy con chó. Không biết nữa, mua vật liệu quá khó khăn, nhưng chúng ta có thể che chắn lại. Có thể che chắn, nhưng khi trời mưa thì không thể làm được. Chỉ số lượng người như thế này là được. Bởi vì nếu trời mưa, chúng ta đến đây hoặc vào các phòng khác, hoặc một số lên lầu. Nhưng nếu nhiều người, thì một số phải ở bên ngoài. Nhưng bên ngoài chưa là máy che mưa. Thấy không? Tôi đã nghĩ là dăng tấm bạc ni lông cứng lên trên. Có lẽ chúng ta phải làm vậy. Tôi muốn trải tấm bạc ni lông trong, nhưng mua rất khó. Rất khó khi mua quá nhiều cùng một lúc. Tôi sẽ nghĩ về việc đó. Chúng ta cũng phải mua gỗ để làm khung và mái, xà ngang và đủ thứ, rồi mới có thể đóng đinh tấm bạc lên trên. Rồi nếu trời lạnh thì làm mái che mưa bên ngoài. Khi trời lạnh, có thể đặt máy sưởi bằng khí đốt. Một, hai máy sưởi bằng khí đốt thôi là sẽ ấm suốt ngày, suốt đêm. Hoặc máy sưởi bằng dầu. Con trông có vẻ thoải mái quá ha. Nó thích những đồng tu thành tâm. Nó thích người tốt. Chú thích ở đây à? Cái gì? Chú rất thích ở đây. Trông buồn cười. Con đó, trông con buồn cười lắm. Bây giờ ai cũng thương con, bù đắp lại cho những người tệ hại kia. Không biết thương con. Ở đây ai cũng thương con hết, bù đắp nhiều hơn xưa, bù đắp nhiều hơn xưa nữa, bù đắp cho quá khứ. Được không? Không à? Má đi được chưa? Chúng ta tắt đèn. Rồi, câu trả lời là không. Mọi người đều không. Một vài trường hợp đặc biệt như anh này và có lẽ một anh đại hàng, một anh bị bệnh và người Arizona kia. Nhưng tôi không biết có thể nhận thêm bao nhiêu nữa. Biết làm sao đây? Tôi thật sự muốn vậy. Bên ngoài quá lạnh và gió lùa. Có thể chúng ta che thêm bạc ni lông. Phủ luôn tới đất. Có thể làm, nhưng cần thời gian. Tiểu tóc có đây không? Hôm nay, họ có phủ vài tấm bạc ni lông ở trong đó mà vẫn thấy lạnh. Bởi vì ban công ở phía dưới vẫn mở. Cô có vài tấm bạc khác ở đâu đó nữa không? Dạ có. Rồi, bảo họ che khắp nơi nếu có thể được nhé. Che tất cả chỗ nào gió lùa. Mấy lỗ hở trên sàn. Giữa ban công và sàn nhà, có một số khe hở. Làm sao chúng ta che tất cả để gió không lùa vào được, để chắn gió? Che mưa thì khó. Bởi vì nếu mưa rơi vào giữa, nó rơi từ bên trái, từ bên phải. Bởi vì không phải trại thật, chỉ là trại hè thôi.
Quý vị thật sự làm lòng tôi thấy không ổn. Dạ không sao ạ. Ái nái trong lòng. Dạ chúng con không sao. Cái gì? Chúng con có mền ấm. Cô có mền ấm hả? Mền và mọi thứ, sư phụ. Nhưng khi trời mưa thì không thể được. Để che mưa thì chúng ta phải thật sự dựng đàng hoàng, che mái bằng bạc ni lông cứng, rồi phải che tất cả mấy chỗ hở. Nhưng nếu che tất cả mấy chỗ hở như vậy thì tốt cho mùa đông, nhưng mùa hè lại nóng quá. Thế giới này kỳ ha. Mưa thì ướt quá, nắng thì nóng quá, tuyết thì lạnh quá. Sao con còn ở đây? À, có người thấy tội nghiệp cho con, phải đi theo sư phụ, phải theo thôi. Tội nghiệp. Thấy không? Nó vừa mới vào, thì tôi trở lại, nó mới vô. Nó không muốn về, ngay cả chỉ đây, ngay nơi đây. Chú thích tới à? Cái gì? Chú thích tới. Thích lắm. Dạ, thích lắm. Nhiều khi nó đi xuống lầu, ăn với mấy chú chó khác rồi nó đi lên. Không thấy tôi ở ngoài, vì hầu như lúc nào tôi cũng ở ngoài, đi bộ hoặc ngồi bên ngoài hoặc trong bếp. Nó thấy tôi, thì nó không làm gì hết. Có lẽ chỉ vây vẫy cái đuôi rồi đi về chỗ nó. Nhưng nếu không thấy tôi, thì nó đi kiếm khắp nơi, đi nhìn qua cửa sổ đủ thứ. Khi thấy tôi, nó cảm thấy mắc cỡ nên nó chỉ đi như là nó không nhìn gì hết, như là không có gì. Đồng thời, bởi vì chúng tôi có một số người chuyên giúp việc ở đây. Chẳng hạn, một số thường nấu trong bếp, người đại hàn, người Tàu và người quay phim, nhưng tất cả họ rồi cũng phải đi vì visa. Họ chỉ có thể ở 3 tháng, và 3 tháng gần như sắp trôi qua rồi. Chẳng bao lâu họ sẽ về nhà tháng tới. Hiểu ý tôi không? Cho nên không chỉ quý vị thôi, ai rồi cũng phải đi. Nếu trời lạnh quá, tôi cũng đi. Mùa đông tôi đi về miền Nam như chim. Tôi và đàn chó. Con đẹp lắm. Tôi thương con nhiều lắm. Con ngoan lắm. Con ngoan, ngoan lắm. Nếu tôi ngồi cạnh và thiền thì nó ngáy liền thôi, không thèm tỉnh dậy. Dù nó có nghe tiếng động cũng ngủ thôi. Tôi trở thành hộ pháp cho nó. Nhưng nếu ngủ một mình thì nó rất cảnh giác. Nó thích ngủ cạnh tôi và duỗi người ra như vậy rồi hát, rồi ngáy mất tiêu. Đúng rồi, con biết mà. Con cười trông sợ quá, đừng cười. Chú biết cười à? Biết chứ, cười lộ hết cả răng năm. Nó cười như vậy đó, sợ lắm. Cười để quay phim kìa. Tôi cứ bảo nó, đừng cười trông sợ lắm. Được rồi, trông con đẹp lắm. Khi con cười, trông con đẹp lắm. Chú cười, ta chỉ đùa thôi, con đẹp lắm. Răng nanh lộ ra, con đâu muốn vậy, phải không? Thôi được rồi, xin lỗi nhé. Nhạy cảm quá đi thôi. Con giống như ngựa quá, ta có thể cưỡi chứ. Không như vậy ạ. Bây giờ càng ngày nó càng lớn. Trước đây tôi có thể cưỡi nó, nhưng bây giờ tôi phải leo lên. Nghĩa là nó lớn hơn. Chú vẫn còn lớn. Bao giờ con mới hết lớn? Bao nhiêu năm nữa con mới hết lớn? Lẽ ra con hết lớn rồi chứ hả? Nhưng bây giờ nó cao hơn. Ta quên để ý dòm con. Rồi có một ngày một to cao hơn. Thôi đi về nào, đi nào. Rồi cảm ơn quý vị. Cảm ơn sư phụ. Nếu quý vị phải về nhà thì cứ về. Ý tôi nói có thể vài ngày thì được. Nhưng bởi vì trời mưa và lạnh, tôi cảm thấy không an ổn ở đó, chỗ của tôi. Ồ, ta đến đây. Cảm ơn sư phụ.
Cảm ơn tình thương của quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ.